Chào cả nhà mình, hôm nay mình chia sẻ đến các bạn cái đoạn video nói về cái cách đầu tư tài sản cố định. Đoạn video này nó chia sẻ những thông tin rất là quan trọng về tài sản cố định. Vậy thì mình muốn gửi đến các bạn rằng là tài sản cố định là gì? Thì theo pháp luật hiện hành của Việt Nam của chúng ta thì tài sản cố định nó phải thỏa được ba cái tiêu chí sau. Tiêu chí thứ nhất đó là tài sản cố định phải có giá trị trên 30 triệu là thứ nhất. Thứ hai là chúng ta phải có thời gian sử dụng trên 12 tháng. Và cái thứ ba là cái tài sản cố định này nó phải được đưa vào hoạt động tạo ra hiệu quả kinh tế trong chính doanh nghiệp của chúng ta. Nó thỏa ba cái yếu tố đó thì nó trở thành tài sản cố định. Thì chúng ta có những cái loại tài sản cố định nào? Chúng ta có ba loại tài sản cố định. Tài sản cố định thứ nhất đó là tài sản cố định hữu hình. Đó là những cái chúng ta cầm nắm sờ mó được, đó là nhà xưởng này, đó là máy móc này, trang thiết bị này, văn phòng này. Ví dụ vừa rồi mình có đầu tư nguyên một cái dàn live stream trong cái căn phòng này, cái bộ máy không, nó đã 30 mấy triệu, thì nó là tài sản cố định rồi. Và cái tài sản cố định thứ hai là tài sản cố định vô hình, chúng ta không sờ mó được. Ví dụ nó là như cái bằng sáng chế này, như cái giấy về thương hiệu này, bản quyền này, những cái phát minh này, thì đó là tài sản cố định hữu hình. Và cái tài sản cố định thứ ba đó là tài sản cố định bên cho thuê, bên thứ ba, họ thuê, chúng ta thuê bên họ, gọi là tài sản cố định của bên thứ ba, ví dụ như của công ty cho thuê tài chính. Và chúng ta có những cái lưu ý sau. Tài sản cố định nó là một cái cuộc chơi rất là đường dài. Nó phải là gì? Nó là phải từ 3 năm, 5 năm, 10 năm chúng ta mới thu hồi được vốn được. Bởi vì nó là một cái khoản tiền lớn. Chúng ta phải đầu tư nó khoảng 5 tỷ, 10 tỷ, 12 tỷ. Các bạn hiểu chưa? Có những doanh nghiệp họ đầu tư rất là lớn, vài chục tỷ, cả trăm tỷ. Nó là một cái con đường rất là dài. Chính vì yếu tố đó, chúng ta cần phải có cái kế hoạch kinh doanh phát triển bền vững. Chúng ta cần phải có một cái chiến lược vốn cho trung hạn và dài hạn. Người ta gọi là cái cấu trúc vốn cho trung và dài hạn. Nó phải rõ ràng, bài bản thì chúng ta mới làm được. Các bạn thấy chưa? Cái cơ cấu vốn của chúng ta. Vậy thì cái này là chúng ta đầu tư cho tài sản cố định. Các bạn hiểu chưa? Chúng ta phải đầu tư cho tài sản cố định. Chúng ta cần phải có cái cơ cấu vốn này. Vậy thì cái chỗ này là vốn cho tài sản cố định. Cho tài sản cố định. Nó phải kéo dài. Rất là nhiều năm. Thì chúng ta phải tính toán ra được vậy, vốn dành cho cái này này, chúng ta cần phải có cái vốn dành cho này là chủ yếu là vốn trung, vốn trung và dài hạn, thì chúng ta mới làm được. Vốn ngắn vốn ít, vốn ngắn hạn là chúng ta chỉ dành cho vốn lưu động thôi. Các bạn hiểu bản chất nó chứ, có những cái lưu ý đó để chúng ta nắm ra được cái bản chất đó. Vậy thì tiếp theo nữa là chúng ta gì? Chúng ta phải trả lời một câu hỏi thứ hai rất là quan trọng là tại sao chúng ta phải đầu tư vào tài sản cố định. Vậy thì các bạn biết là tài sản cố định mà bạn kinh doanh bền vững, tài sản cố định chính là cái mà nó chứng minh cho chúng ta thấy được là doanh nghiệp chúng ta đi đường dài, đi lâu dài, bền vững. Bởi vì chúng ta có tài sản cố định, chúng ta đầu tư vào cái trụ sở văn phòng, chúng ta mua những cái máy móc trang thiết bị, thì chúng ta phải cam kết chúng ta làm ăn đường dài. Nó làm cho cái nền móng của chúng ta nó vững chắc. Cái nhà chúng ta có vững chắc thì chúng ta mới xây lên cao được, chúng ta mới an tâm đi đường dài, chúng ta mới làm ăn mới ngon được. Cái đó là lý do thứ nhất chúng ta phải đầu tư vào tài sản cố định, là chúng ta chơi một cuộc chơi đường dài. Doanh nghiệp nó phải bài bản, nó phải ngon, nó phải quy mô. Giống như bạn mua một cái xe vậy, bạn mua cái xe đầu tư đến nơi, chắc chắn thì chắc chắn là bạn kinh doanh rất là đàng hoàng với cái xe đó. Cái thứ hai
doanh nghiệp á mà đầu tư tài sản mà bài bản vậy thì đó là một cái doanh nghiệp nó có giá trị, nó có quy mô, nó có chiều sâu, và nhà đầu tư á, các tổ chức tài chính á, họ nhìn vào, họ đánh giá doanh nghiệp bạn là doanh nghiệp có năng lực thực sự, làm ăn đến nơi đến chỗ. Cái thứ ba, tài sản cố định á, nó giúp cho doanh nghiệp của bạn cạnh tranh được với các đối thủ cạnh tranh, khách hàng của chúng ta, đối tác của chúng ta, các nhà cung cấp của chúng ta. Và khi mà họ thấy cái quy mô nhà xưởng tài sản cố định của bạn là họ an tâm lắm, họ rất là an tâm để bạn họ buôn bán với chúng ta, họ làm ăn với chúng ta. Cái thứ tư mà khi cần mà bạn huy động vốn rồi đó, kêu thêm vốn, vốn ngắn hạn hay cả vốn dài hạn, thì khi mà các tổ chức tài chính, các tổ chức tín dụng á, họ thấy cái doanh nghiệp của bạn nó quá bài bản như vậy á, thì họ rất là an tâm để họ cho vay. Ý ở đây chúng ta có những lý do đó, mà cũng đúng thôi. Những ngày đầu mà chúng ta ra khởi nghiệp với các bạn thì do vốn chúng ta ít, tiền chúng ta ít, cũng có thể là do chúng ta ít kinh nghiệm, rất là nhiều yếu tố mà nó làm cho chúng ta đầu tư để cho nó có, để chúng ta làm, chúng ta kinh doanh thôi. Nhưng mà theo năm tháng bạn đã đứng vững được rồi, dòng tiền và khách hàng nó đều rồi, thì bạn phải có một cái kế hoạch để đầu tư từng bước vào tài sản cố định cho nó bài bản. Đầu tư chấp vá nó làm cho chi phí doanh nghiệp chúng ta nó cao lên và chúng ta không có cạnh tranh được. Bởi vì sao? Máy móc của chúng ta nó không có đến nơi thì chúng ta phải sửa chữa, bảo trì, bảo hành hoài, lắp trang thiết bị rồi máy dừng, thì cái chi phí đó nó cao hơn là chúng ta đầu tư bài bản lúc ban đầu. Bạn hình dung chưa? Và bây giờ mình nói tới cái thứ ba. Vậy thì làm cách nào để chúng ta huy động vốn, làm cách nào để chúng ta có tiền để chúng ta đầu tư vào tài sản cố định? Thì các bạn biết rồi, đầu tư vào tài sản cố định là một cái cuộc đi rất là đường dài, mà đã đường dài thì nó chứa đựng quá nhiều những cái rủi ro, những cái biến động. Và chính vì vậy mà các tổ chức tài chính á, các nhà đầu tư họ rất là e ngại khi đưa vốn cho chúng ta đầu tư. Chính vì các bạn hiểu đó, nên là các bạn phải cần phải có gì, các bạn cần phải có một cái kế hoạch kinh doanh nó rất là chi tiết. Và trong cái kinh doanh đó, các bạn phải tính rõ ràng ra được cái chỉ số đầu tư. Các bạn nhận ra điều nào mà và trong cái kế hoạch đó, bạn phải lọc ra được những cái giả định trong tương lai, những cái biến động trong tương lai mà bạn tính vào hết, và cái số liệu nó vẫn cứ ngon, nó vẫn rất là hiệu quả, thì trên cơ sở đó nhà đầu tư họ mới an tâm, họ mới đầu tư vào. Vậy thì cụ thể nó là gì? Thì cái đầu tiên á, chúng ta phải tập trung vào là chúng ta tập trung vào cái yếu tố tài chính. Yếu tố tài chính đầu tiên á là chúng ta tập trung vào gì? Tập trung vào cái tỷ lệ giữa vốn chủ sở hữu và vốn vay. Người ta cái này người ta gọi là cái chi phí sử dụng vốn trung bình giữa tỷ lệ vốn chủ sở hữu và vốn vay. Thì chúng ta làm cái gì vậy đó, thì chúng ta ngoài cái vốn chủ sở hữu và chúng ta có cái phải có vốn vay nữa, bởi vì vốn chủ sở hữu không có bao nhiêu cho đủ hết, chúng ta phải có vốn vay nữa. Thì ví dụ như chúng ta có vốn chủ sở hữu, vốn chủ sở hữu là bằng ví dụ cái dự án đầu tư của bạn là 12 tỷ ha, trong thời gian là 5 năm, thì vốn chủ sở hữu của chúng ta ở đây nó chiếm khoảng 30%, ví dụ vậy. Cái tỷ suất sinh lợi mong muốn của vốn chủ sở hữu mà chúng ta mong muốn hàng 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 năm á, là nó khoảng là 20%. Và chúng ta có vốn vay, chúng ta đi vay nó chiếm khoảng 70%. Và các ngân hàng, giả sử như vậy, ngân hàng nó cho chúng ta vay, cái chi phí vay này chúng ta là 10%. Thì chúng ta tính ra một cái chỉ số rất là quan trọng, đó là trung bình tỷ suất giữa hai cái này, đó là người ta gọi là cái WACC, gọi là tỷ suất sinh lợi trung bình của cái dự án này giữa cái tỷ lệ vốn này. Chúng ta tính hai này ra thì chúng ta cho nó ước lượng khoảng 15%. Tính nhanh nó như vậy. Đây là trước tiên là chúng ta phải tính ra được cái này. Sau đó bắt đầu chúng ta tính tới cái hiệu quả đầu tư của dự án. Mà muốn tính hiệu quả đầu tư của dự án thì chúng ta phải tập trung vào một cái chỉ số, cái chỉ số người ta gọi là N,
BNBV, nó viết tắt của cái từ là Net Present Value, tức là giá trị hiện tại thuần, giá trị hiện tại thuần của gì, của cái dòng tiền của chúng ta, của cái giá trị đầu tư của chúng ta đó. Vậy thì Net Present Value này chúng ta được tính nó như thế nào? Thì nó bắt đầu từ một cái công thức, từ một cái công thức mà người ta đã chứng minh ra rồi, từ một cái công thức đó là người ta gọi là FV bằng BV nhân cho 1 cộng R mũ N. Vậy thì FV này là cái gì? F là cái chữ future, cái là giá trị trong tương lai. BV này là giá trị hiện tại. Cái R này này là chính là WICC này. R ở, nếu mà chúng ta tính cho cái dự án 12 tỷ này thì nó làm là 15% này. N là số năm. Ví dụ chúng ta có một cái ví dụ là chúng ta cần đầu tư cho một cái dự án là 12 tỷ đúng không? Và trong là 5 năm, thời gian là 5 năm. Ví dụ vậy. Vậy thì để chúng ta phải quy về cái dòng tiền, chúng ta phải quy về cái hiện tại của nó, chúng ta phải quy về. Vậy thì mình vẽ ra cái biểu đồ dự án ha, trong 5 năm. Ví dụ vậy. Đây là trong 5 năm. Mình vẽ ra để chúng ta hình dung. Mình vẽ ra. Thì cái dĩ nhiên là cái đầu tiên đây là cái BV0 này. BV0. BV0 là gì? Là cái hạn mức đầu tư lúc ban đầu. Rồi xong đó tới gì? Tới năm 1 N1. Rồi tới gì? Năm 2, năm 3, năm 4, rồi năm thứ 5. Ví dụ vậy. Chúng ta có 5 năm. Vậy thì bây giờ chúng ta muốn tính BV, chúng ta phải quy cái dòng tiền thật. Thì BV nó bằng gì? Từ cái công thức này chúng ta mới quy ra được BV bằng gì. BV thì nó bằng FV chia cho cái cụm này, bằng FV chia cho 1 cộng cho R mũ N. Vậy thì bắt đầu ở đây chúng ta mới bắt đầu chúng ta tính. Khi chúng ta có rồi thì chúng ta tính, chúng ta quy cái này về. Cái chỗ này người ta gọi là BV1. BV1 bằng FV1 chia cho 1 cộng R mũ 1. Tại vì cái này là năm đầu tiên. Rồi tương tự như vậy chúng ta tính cho gì ạ? BV2. BV2 bằng FV2 chia cho 1 cộng R mũ 2. Tương tự như vậy chúng ta có gì ạ? BV3 BV4, ok chưa? BV4 và BV5. BV5 và BV5. Vậy thì bây giờ chúng ta mới tính cái chỉ số NBV, là cái giá trị hiện tại thuần. Cái NBV này nó bằng cái gì? NBV này nó bằng cái gì? NBV của cái dự án này nó sẽ bằng gì các bạn? Nó bằng là BV1 cộng BV2. BV1 cộng BV2 cộng BV3 cộng BV4 cộng BV5. Nó trừ đi BV0. BV0. Mà khi chúng ta giải cái số liệu chúng ta chỉ có thế vô thôi. Và nếu mà nó ra được kết quả là NBV mà lớn hơn 0 thì cái dự án này ngon. Cái dự án này ngon. Nhưng mà nếu mà nó ra được cái NBV mà bằng 0, bằng 0 thì dự án này càng phải xem xét thêm nữa. Thì chúng ta phải xem xét thêm một cái chỉ số người ta gọi là ILR, người ta gọi là chỉ suất sinh lợi của cái dự án này. Nó là một cái phương trình, nó là một cái phương trình mà chúng ta giải. Đây này, cái R là này, nó là một cái phương trình.
mà cái phương trình này chúng ta cho nó bằng không, phương trình này chúng ta cho nó bằng không, tại cái BVNV cho nó bằng không mà chúng ta cho nó bằng không, chúng ta giải ra và nó ra được cái chỉ số sinh lợi. Trên cơ sở cái chỉ số sinh lợi này chúng ta lại quyết định tiếp. Còn nếu mà NBV mà nó âm, cái tỷ số sinh lợi mà nó cao á thì chúng ta quyết định tiếp. Còn nếu mà NBV mà nó âm á thì xem như là xong dự án này không. Ok, đó là vừa rồi các bạn hình dung ra cái chỉ số đó mà khi mà các bạn lập thực tế thì nó dễ thôi, không có gì, cứ thay số liệu vào tính thôi, và chúng ta cứ dùng bằng cái hàm Excel và chúng ta tính nó ra hết. Hoặc ở đây là trang bị cho bạn cái kiến thức của cái tư duy để chúng ta nắm ra được ở cái đó, ra được những cái này. Và chúng ta phải chắc chắn rồi, chúng ta phải biết ra được là cái tổng mức đầu tư của chúng ta nó là bao nhiêu. Bao giờ cũng vậy, tổng mức đầu tư chúng ta nó là bao nhiêu, chúng ta phải ra được cái số lượng này. Còn không là làm mà không biết. Và chúng ta phải, một là ra tổng đầu tư, hai là chúng ta phải biết ra được là hiệu quả đầu tư của dự án là bằng cách chúng ta tính cái chỉ số này. Và chắc chắn rằng các nhà là đầu tư phải lưu ý, các cái chủ doanh nghiệp phải lưu ý rằng khi chúng ta đầu tư vào tài sản cố định, ví dụ là chúng ta đầu tư vào 12 tỷ thì cái vấn đề nó không phải là 12 tỷ mà chúng ta phải tính ra được cái chi phí sử dụng vốn đó. Chi phí sử dụng phần lớn là quên đi. Thông qua 5 năm thì lãi suất ngân hàng nó là bao nhiêu, rồi cái chi phí mà chúng ta như là đi lại thẩm định mua dự án cho tới cái ngày mà cái máy này nó bấm nút nó chạy là chúng ta có rất là nhiều chi phí trả nhân công, trả cho ban quản lý dự án, cho những cái nơi thẩm định, thì cái đó người ta gọi là cái chi phí cho đầu tư chúng ta phải cộng vào này luôn. Thì đôi khi nó không có phải là 12 tỷ mà đôi khi nó tới là 15, 16 tỷ. Ví dụ như là nếu mà tổng tiền mà 12 tỷ thì thực sự là cái tiền ở nước ngoài này mà chúng ta mua cho tài sản của mình nó khoảng 10 tỷ thôi, cộng thêm chi phí vốn nó lên 12 tỷ. Các bạn nhận ra điều này không ạ? Rồi cái vấn đề tiếp theo nữa, cái vấn đề thứ ba mà muốn nói với bạn đó là chúng ta phải vẽ ra được cái viễn cảnh của dự án. Chúng ta vẽ ra được cái viễn cảnh của dự án. Viễn cảnh là gì? Các bạn phải đặt ra những cái giả thuyết mà trong tương lai, tại đầu tư tài sản cố định là nó dài. Trong tương lai trường hợp là giá nhân công tăng, bạn giả sử giá nhân công hiện tại là bao nhiêu và lúc đó nó tăng lên khoảng 10-15%, giá xăng dầu tăng, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng, những cái biến động đó, nhưng mà khi chúng ta tính ra thì cái NPV nó vẫn cứ dương, thì cái dự án này nó ngon, nó rất là ngon. Các bạn chúng ta thì nhà đầu tư họ thấy như vậy thì họ mới thuyết phục. Tiếp theo là chúng ta, cái thứ tư là chúng ta phải quan tâm tới cái yếu tố phi tài chính. Đó là gì? Các cái chỉ số, một cái chỉ số người ta gọi là cái chỉ số rất là quan trọng, đó là chỉ số BEP. Các cái chỉ số liên quan tới yếu tố chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường, những cái tác động đến cái dự án của chúng ta, hoặc là chúng ta quan tâm tới một cái chỉ số là SWOT, ok chưa? Điểm mạnh, điểm yếu nội tại của doanh nghiệp, cơ hội và thách thức. Và nhà đầu tư, cái tổ chức ngân hàng nó lại quan tâm tới một cái yếu tố, đó là yếu tố quản trị. Yếu tố quản trị nghĩa là bạn đã có tay nghề chưa, doanh nghiệp bạn đã có tay nghề chưa, bạn đã có kinh nghiệm sử dụng cái máy này chưa, hoặc là cái ban quản trị đã có cái năng lực, hoặc là có nơi nào tài trợ hướng dẫn cho chúng ta làm cái này là tốt hơn. Nếu mà cái nội lực quản trị nó ngon thì cái đây là cũng là một cái cơ sở mà để tổ chức đầu tư họ đầu tư vốn vào, họ cho chúng ta vay, họ đầu tư vốn vào. Cái yếu tố thứ năm là mình gọi đến các bạn, đó là chúng ta kêu gọi vốn từ những cái kênh nào. Vậy thì đầu tiên thì thường thường là vốn chủ sở hữu rồi. Vốn chủ sở hữu, chúng ta kinh doanh hàng năm lợi nhuận để lại, rồi chúng ta cứ từ từ chúng ta đầu tư vào tài sản cố định tích lũy theo năm. Ngoài ra thì chúng ta phải liên hệ với ngân hàng để thuyết minh cho họ thấy ra được là chúng ta cần một cái khoản nguồn vốn ngân hàng tài trợ trung và dài hạn để chúng ta đầu tư vào tài sản cố định, hoặc là chúng ta từ cái tổ chức cho thuê tài chính là cái nơi mà để chúng ta cũng tích lũy được cái tài sản cố định. Cái thứ tư là chúng ta có thể phát hành trái phiếu cho cái việc đầu tư vào tài sản cố định. Cái thứ năm chúng ta có thể là phát hành cổ phiếu. Thứ sáu chúng ta có thể là liên hệ với các quỹ đầu tư,
họ cho chúng ta vay tiền, họ cho chúng ta đầu tư cho chúng ta những cái trang thiết bị tài sản có định dài hạn, hoặc là các cái nhà đầu tư chiến lược, hoặc là chúng ta kêu gọi vốn qua các cái kênh online bây giờ, hoặc là các cái mối quan hệ xã hội. Cái thứ sáu là chúng ta phải quan tâm tới các cái yếu tố pháp lý của dự án. Ví dụ như là cái dự án này nó có tuân thủ pháp luật không? Nếu mà nó ngon hết mà nó không tuân thủ pháp luật thì không xong rồi, không được rồi. Rồi chúng ta phải thuyết minh ra được, phải chứng minh ra được là cái sự cần thiết chúng ta phải đầu tư cái dự án này, phải đầu tư cái tài sản cố định này. Cái tiếp theo là chúng ta cần phải có luận chứng kinh tế kỹ thuật cho cái dự án này. Cái tiếp theo nữa là chúng ta cần phải có gì, các cái đảm bảo về yếu tố môi trường, về an toàn, về phòng cháy chữa cháy. Có những dự án nó phải liên quan tới cái yếu tố gì động đất nữa, dự án chúng ta chịu được cái cấp độ động đất là bao nhiêu, hoặc là nếu mà chúng ta ở nơi cửa sông gần biển thì chịu được cái yếu tố gió bão, hoặc thậm chí là sóng thần. Vậy thì vừa rồi mình chia sẻ bạn ba cái ý chính. Thứ nhất là tài sản cố định là gì, thứ hai là tại sao chúng ta phải đầu tư vào tài sản cố định, và thứ ba là làm cách nào để chúng ta huy động để đầu tư vào tài sản cố định, và những cái ý nhỏ ở bên trong đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đoạn video này, và nhớ bấm like mình, đăng ký cái kênh của mình, và chuẩn bị theo dõi những cái đoạn video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn.